Xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhìn thấy ba cây mai này quá quen luôn. Một, hai, ba. Nhưng mà các bạn thấy trong ba cây này thì có một cây nó lạ không? Đây này nè. Các bạn thấy cái lá nó không? Ở biết chưa? Quéo. Hôm qua nó bị khô nước rồi. Hôm qua khô nước khô hay quèo mình tưới. Bữa trước mình đi xuống vườn mai đó các bạn, cái nhà tụi nó tưới mà nó quên tưới này nè. Cây này biết sao không bạn, không phải là quên tưới bét đó các bạn, tưới bét nhưng mà cũng phải dùng một ca nước mình tưới cho nó một ca nữa các bạn, bởi vì cái chậu nó quá nhỏ nè, mà thấy nó héo rồi. Bây giờ nó bắt đầu mình tưới nước chiều qua, bữa nay nó rụng hết rồi, chắc nó nở luôn á. Tưởng nó chết luôn rồi, nó héo queo luôn, nó dợp cái lá luôn mà sao nó tươi lại được, đỡ đỡ. Nè bạn thấy cái chậu nó nhỏ lắm, mình vô cái chậu nó xíu à. Cái lúc mà nó bị ngã bể đó các bạn, gãy nhánh đây nè, các bạn nhớ không? Lúc mình có làm clip gãy nhánh, còn có nhánh một hai nhánh nằm ở trong cái chậu nhựa đó. Lá có đoạn rớt rồi. Hai nhánh còn có nhánh cái mình uống cái lại mình bỏ vô chậu này. Tìm thấy nó cũng vừa, nhưng mà bữa nay nó ra lá nó tốt quá đó các bạn, nó ra bích hết trơn. Thành ra cái bộ lá này nè các bạn lưu ý ha, mình có cây mai ở nhà mấy cái bộ lá đó mà tán lớn này nè, mặc dù mình tưới bét đó bạn, bét phun á nhiều khi nó không đủ, mình chiều thường mình đi ra mình cho nó một ca vô đấy các bạn, những cái cây mình biết là nó thiếu nước là mình cho nó một ca vô nha, bởi vì tưới bét nó nguy hiểm lắm, bét khi nó vô cái lá này nè các bạn, nó phủ lại nước nó đi ra ngoài nó không vô cái chậu này, mà cái miệng chậu nhỏ xíu rồi ha. Đó mình định tới Tết cái mình sang nó luôn, thành ra thất bại các bạn ơi ha. Này nó rụng cà bà, nó rụng như còn nó sống lại cho mình được rồi ha, mình chăm sóc nó lại, tưởng nó chết đó bạn, hôm qua nó héo dữ lắm, hôm qua phải mình quay lại cho bạn xem rồi, thấy nó nóng ruột đi tới tưới liền luôn. Đây còn hai cây này các bạn, cái cây này các bạn thấy nó hên, bộ lá nó cũng vậy nữa mà, nhưng mà cây này nó gần cái cây bét phun hơn nè, với lại mình có miếng vải đó bạn, mình ra nó đỡ hơn ha, nó không bị, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Còn cái cây này thì cái bầu nó lá nó cũng như là tương đối nhỏ này đó, thành ra là cây này nó cũng bị, nhưng mà nó bị ít. Hôm qua nói chung là hôm qua mình về là mấy cây mà thường mình thường ngày mà mình tưới nước thêm là bị hết. Cây này không đến nổi ha, ba cây thì bây giờ cái cây này thì mình thua rồi, cây này nó nằm ở trong cái chậu này mình không thay được các bạn, để Tết này có thể mình đập cái này cho bỏ, mình có thể mình vô cái bự hơn đó, còn nếu để trong đây chơi thì cũng được nè đó, nhưng mà cái cây này nó nguy hiểm mà. Cây này cái tán nó quá lớn rồi, nó quá lớn vậy nó không phù hợp, một nó không phù hợp với chậu này nữa bạn đó, hai là mình sợ nó bị giống cây này nữa, thành ra cho muốn chắc ăn bây giờ mình lấy rinh cái thằng cố vô mình thay các bạn ơi, thay chậu cho nó luôn, mình còn cái chậu bự rồi đó, chắc cố với thôi Tết nè, với lại cái nhánh này nó bị sợi quá nè, để tí mình vô mình uống rồi cho bạn xem luôn ha. Đúng rồi, tiêu tiêu cánh cây các bạn, cây này sao mà trong ba cây này bị tai nạn hoài các bạn nè, lúc trước có đầy nhánh các bạn nhớ không, hai nhánh mình uống giống như cái hình người giơ hai tay đó, mà vô cuộc nó hư á mình cắt bỏ nó luôn à, mình uống cái nhánh này lên bữa nay nó cũng thuần luôn rồi, ngon lành rồi. Rốt cuộc mấy cái đọt nó héo queo luôn các bạn, chảy cái đọt luôn, nhưng mà giờ nó tươi lại rồi, nhưng mà cái mấy cái đọt nó hư mà, cái đọt hư đó luôn rồi, để mình đem vô mình sang chậu ha, mình chuẩn bị sẵn cái chậu rồi, chậu hình chữ nhật này, nó cũng vừa luôn nữa bạn ha, đó gì đó vừa luôn á, nuôi cho nó bự luôn mà chứ để trong đây nguy hiểm quá. Đó, mấy ba cây này là ba cây mình làm từ đầu đến giờ bạn, từ lúc mà mình mới bắt đầu làm clip cho bạn xem đó là mình đã có làm ba cây này đó, có làm ba cây trước 3, 2, 4 gì đó mình cho luôn tiêu mà, thành ra mình muốn để mấy cây này lại đó, để lâu lâu quay lại cho bạn xem, mà nếu mà mình làm mà lên tương mơ xe sảy nó hư cái là chết luôn, thành ra thôi cho nó vô đây cho chắc cú rồi ha. Để bây giờ mình gỡ nó ra đi, thì cái này các bạn
mình lưu ý các bạn là cái mùa này là cái mùa cây mai nó cũng nhạy cảm nha các bạn. Có thể mình đưa đây nó có thể nó nở đó, những cái búp nó bự là có thể nó nở đó, nhưng mà cây bạ đi nở như nở đi, mình chấp nhận cho nở luôn. Mà trong đây nói chung cây mai này thì cũng búp nó cũng chưa có bự lắm mà cũng có một số búp bự bên cái nấm già nè, thấy không? Đây nè, thì cái nào cũng nở, nó nở các bạn ha, chấp nhận cho mày nở luôn nè. Dù tết mình không có qua mình cũng không cần thiết các bạn, tại vì mình nhiều cây lắm, mình chủ yếu mình nuôi cái cây cho sống thôi. Thực ra đó thì mấy cái cây này thì các bạn thấy là mình nuôi theo cái kiểu là mình chơi bonsai các bạn ha. Đó, mình chơi quanh năm luôn mà, tết này có qua không có mà cà cha mày đi. Với lại cái nữa là mình nuôi mà cái kiểu mà ba cái cây mà cắt ra từ rễ đó bạn, nó lúc nào nó cũng đã chứ ha, ra không cần thiết phải mà bông hoa rồi để mình lấy nó ra đây. Giờ cách sao đây ta, chậu này nó có cái miệng nữa bạn, chậu này nó có cái khớp trên mình ra nè, nó hơi vướng đó bạn. Bây giờ mình lấy làm sao mà cố gắng làm sao mà đừng cho nó đứt cái rễ nha bạn, hạn chế đứt rễ, hạn chế bể cái bầu càng tốt ha, mình mới giữ được cái phần lá này nè, chứ không thôi là mùa này là cái mai mình bứng lên tôi mơ là nó hư lá này cái nó nở hết trơn các bạn. Cái này nó chung rễ cũng nhiều lắm mà. Lên được nguyên cục nữa bạn, bạn thấy dưới nó khô queo không? Đó. Đây ha. Rồi, xem coi coi nó có cao thấp gì không? Thì cũng vừa đó bạn. Ha. Để chắc trồng cho thôi. Thì cái chắc trồng này thì mình trước giờ thì mình có thường chia sẻ với bạn là sơ dừa với lại cát, nhưng mà lúc này thì mình có thêm cái phần chỗ đậu các bạn. Để mình kiếm nhìn cây cao, mình chỉnh sửa cho nó ngay ngay vô giữa chậu. Cây này thì nằm ngay giữa chậu luôn các bạn, trong cái chậu này thì so với cây này nó lớn hết, nó hơi lớn các bạn, nhưng mà mình thấy mà cái cây này mình cũng muốn nuôi cho nó lớn thêm nữa bạn, cây bạ đi ha, lâu dài cho nó lớn thêm đi, thành ra là bỏ vô chậu này luôn ha. Đó, càng lâu nó càng lớn ra đó bạn. Cây này mình thấy nó mấy năm nay, 2-3 năm rồi, 3 năm nay nó càng lớn nữa bạn, nó lớn hơn lúc trước rồi đó. Để tí nữa mình cho các bạn xem lại cái lúc mà mình mới làm nó, các bạn xem lại cái video cũ ha. Thì đây nè các bạn, lúc mà mình cắt từ cái một cái cây mình cắt ra làm ba nè, nó cái rễ này là nó nè các bạn ha, nó ra được cắt ra được ba cây. Thì mấy cái này mình đã quay lại các bạn xem rồi đó, đó lúc mình trồng nó vô thì nó về nè các bạn, chày chụa tét lum la chân nè. Nó sau khi mình ghép xong nó lên nó thì chèo queo có mấy nhánh gì nè. Con bò một ghép bò một nè các bạn. Đó thì cách đây 3 năm đó bạn. Đây quay vậy mà chắc cũng gần 3 năm rồi, chắc cũng cỡ 2 năm rưỡi rồi. Nó 2 năm mấy rồi đó. Thành ra mình mà muốn có một cái cây mai mà chơi cho đẹp thì thường thường tầm khoảng 2-3 năm các bạn nó mới đẹp được. Một năm đầu cũng không đẹp lắm đâu. Đó các bạn thấy cái thẹo nó cỡ này nè, bây giờ nó liền hết trơn rồi đó. Ha. Một năm, 2 năm đầu thì nó chỉ có mới cái hình thành thôi, nhánh cành nhánh nó còn nhỏ, nó chưa có đã đâu ha. Từ 2 năm trở lên, ít nhất mới 2 năm bạn ha, năm đầu không đã đâu, năm thứ 2 bắt đầu nó chơi được rồi ha. Ngày mai thì tương đối nó lâu, mấy cái khác thì thường thường làm các bạn xem cỡ 1 năm mà linh sam nào làm cỡ 1 năm mà. Mà mai làm từ 2 năm các bạn,
2 năm mới có cái cây đẹp ha. Rồi sang năm thứ ba nó mới đã như năm nay nữa các bạn. Năm nay năm thứ ba nè. Đó các bạn thấy khi mà ghép xong thì uống định hình nó có le que có miếng gì đó ha. Tôi chậu xong rồi các bạn. Nè. Bạn thấy cái thân của nó nè. Bây giờ cái cành lá bên cái chừng nó lùm xùm luôn, quá trời luôn các bạn. Lùm nó quá lớn này, nhưng mà nếu mà mình để ngoài chậu nhỏ nó nguy hiểm lắm ha. Chịch chút là nó khô rồi nó tết là không còn cái bông luôn, khi chết cây luôn rồi ha. Bây giờ để mình vô cái cọng dây mình cho cái nhánh này nâng lên miếng gì nè. À, bữa là nó nằm gì đó bạn, à, nó khuyết dây mình mới tháo dây ra cái nó sệ xuống. Thành ra khi mình tháo dây mà cái cành lá nó nhiều thế này nè, bắt buộc mình phải vô cọng dây lớn các bạn ha. Vô cọng dây lớn để mình nâng sơ lên vậy thôi chứ không phải mình uống đâu ha. Đó, thường thì mình tháo dây ra là mình phải làm vậy đó bạn. Hôm bữa hổm mình tháo ra mà mình làm biến mình không làm nè. Đó, mình không có vô cọng dây nè, thành ra là nó sợi xuống các bạn thấy không. Đó, thành ra mỗi khi mình tháo ra là mình phải vô dây ha. Bây giờ để mình vô sơ cọng dây mình lắc lên cho nó thoáng nó ra các bạn. Bạn thấy cái phần rễ hồi xưa của nó nè ha. Thì liền cho các bạn chỗ đây nè các bạn. Bạn nhớ chỗ này không? Chỗ này là lúc mà lấy tách ra từ hai cái cây nó tét ở đây nè. Mà sau khi mà mình bó nó bằng bằng cái ni lông đó các bạn. Quấn ni lông cũng cả năm trời đó, quấn hoài vậy đó. Quấn giết bây giờ nó nu ra nó liền thành cây mai nu luôn các bạn. Nó nu dưới phần gốc mà ha. Không nguyên cục luôn à, còn phần mặt cắt ở trên nè, bữa nay nó liền gần hết, còn tí nó hết đó. Chắc là năm nay nó hết luôn nè, ở đây nãy con nhánh mình cắt bỏ thôi. Nhánh này mình nên nuôi bự quá bạn, nó kéo nó bằng kéo bắt trên kéo xuống nè. Chứ nhánh này nuôi bự quá khi mình cắt cái nó có cái thẹo nó không cong ha. Trong đây trong mát từ từ nó sẽ kéo từ từ tự nó kéo luôn, mình khỏi cong làm. Bên đây nó có cái thẹo bự lắm bên đây nè bạn, mà giờ nó cũng liền luôn nè. Nói chung là cây này nó liền hết, bởi vì do cái cành nhánh nó phát triển nha bạn ha. Chứ không tài cán gì chứ, cái cành nhánh này nó phát triển là cái cây nó sẽ liền. Còn hiện nay thì có những cái loại keo mà để mà thay vô cho nó liền đó thì cũng chưa biết làm sao ha. Nhiều khi là nó liền nhanh quá thì nó có thể nó hại cái cây nó không phát triển được rồi. Cái đó mình chưa kiểm chứng đâu, nay mai đi ha. Còn mình làm theo cái phương pháp cũ ngày xưa giờ là mình dùng cái ni lông mình quấn nó. Quấn ni lông thì lâu lâu mình tháo ni lông ra mình rửa sạch sẽ những cái rong rêu các bạn, rồi mình quấn tiếp ha. Rồi nếu mà nó bị giấy nữa thì chốc cái lớp keo thì mình có thể mình cạo sạch sẽ, mình tha keo lại, mình chờ nó khô mình quấn trở lại các bạn. Thì cái phương pháp mình làm nó cũng hiệu quả nè, nhưng mà thời gian các bạn, với kết hợp với cái tàn nhánh nha các bạn ha. Cái cây của mình phải có cái tàn nhánh nó sung vậy thì cái phần thẹo nó liền rất là nhanh nó. Mà cái cành nhánh của mình không sung thì là nó cũng chậm liền các bạn. Đó, nó vậy đó ha. Thì hôm nay các bạn thấy là cái cây này là 3 năm vậy các bạn. Ha, 3 năm từ cái rễ cắt ra. Một cái cây cắt ra 3 cây các bạn. Thì nó cũng được cái cây như thế này nè. Đó thì cái cây này chủ yếu là mình nuôi nó lớn các bạn. Thành ra cái cành nhánh thường thường là mình cho nó lớn ra thêm. Ha, mình ít có cắt tỉa. Thành ra các bạn thấy là cái tán nó quá lớn luôn nè. Đó. Thì bắt đầu từ năm nay mà mình vô cái chậu này nha các bạn. Cái chậu này tức là mình cắt theo cái form cái chậu này. Cái tết cái mình rút vô ngắn tí thôi. Hay làm ra tới đây thì mình cắt tiếp nữa thì nó sẽ đầy tán bằng cái chậu này thôi. Đó, chứ không cho lớn nữa các bạn. Lớn nữa thì so với phần thân này mà vô chậu nữa, chậu lớn nữa thì nó không hay đâu ha. Đó, thành ra là mình như là vừa đó các bạn. Cái rễ này nó rất hay nha các bạn. Ha, mình có mấy cái rễ đẹp lắm nhưng mà mình gieo lâu hết trơn. Lúc mình làm ra có mấy cái rễ á, mình cắt mấy cái rễ mình làm cũng đẹp lắm. À, do lâu quá rồi, giờ mình cố gắng chừa 3 cái rễ lại ha. Giữ 3 cái rễ nó lại mình nuôi lâu dài thử cái nó lớn cỡ nào ha. Thì mùa này là nó có bắp hết trơn nữa các bạn.
Đó, nằm ở trong đây thì nó có bớt hết rồi. Đó thì mình vô cái chậu này nó cũng có thể nó nở nó sung á. Nó ăn được cái này là mùa này đúng ra là nghỉ vô phân, nghỉ giảm bớt cái lượng phân các bạn ha. Đó, mình tăng cường cái lăng, hôm nọ là mình đã tăng cường lăng nè, mình giải lăng đơn lên để cho cái cành nhánh mà nó vươn ra mà cái đọt này nè thì nó sẽ đơm qua luôn rồi ha. Đó, mùa này thì cần lăng nhiều nha các bạn ha, hãy có lăng thì nó sẽ đơm qua nè, nó không vươn dài các bạn. Đó, bạn thấy không, trong đây giờ có những cành nó vươn dài nhưng mà nó vẫn có qua nè ha. Thì mùa này mình hạn chế mình cắt đọt đó các bạn, trừ khi cái đọt nào dài quá mình cắt thôi, còn cái đọt còn lại thì mình nên giữ nó mà ha. Mùa này mà mình cắt đọt thì những cái phần đọt sau này nó sẽ có qua nằm chỗ này đó bạn. Đây, những cái chỗ này là những cái điểm mà nếu mà mình cắt ở đây nè, nó sẽ bung cái đọt bên đây nữa bạn ha. Nhưng mà mình hạn chế mình không cắt á, khi mình không cắt cái này thì đây nó sẽ hình thành bốc qua, kết hợp mình cho lăng cao lên đó bạn ha. Mình cho cái lăng cao lên thì nó sẽ hình thành bốc qua, các bạn thấy không nè. Hôm bữa giờ cây này mình vô lăng cũng tầm khoảng nửa tháng nay rồi bạn, bắt đầu những cái đọt nó không phát triển nữa mà nó sẽ ra qua ha. Đó thì mình tóm lại á, là cái mùa này nếu mà mình có sang chậu các bạn thì mình phải rút ra làm sao mà nguyên cái cục đất ha, bảo đảm còn nguyên cục đất. Nhưng mà mình khuyên các bạn là mùa này cũng không nên sang chậu làm gì đâu. Nếu mà mình muốn sang chậu thì tầm khoảng tháng 12 các bạn, tháng 12 mình sang chậu xong là mình lặt lá, mình cái mùa lặt lá mình kê qua luôn đó thì nó chất lượng hơn. Còn cái mùa này mình sang chậu thì nhiều khi nó bị nở các bạn ha, nó nở lột trọt đó thành ra. Nhưng mà mình nó thì tại vì cái đây này các bạn thấy thì nãy như ban đầu đó, do cái cây kia nó bị trục chặt kỹ thuật, nó héo nó hư rồi, thành ra bắt buộc mình nóng lòng phải sang nó luôn các bạn. Cái nếu không sang thì đâu biết được, nay mai từ đây đến Tết còn dài lắm, mùa này mùa nắng tới mà bắt gió thổi nữa, thành ra nó có thể nó nở lúc nào hoặc nó hư cái cây lúc nào đó. Thành ra thôi mình sang luôn vậy rồi cho chắc cú ha. Đó thì cái video của mình đến đây cũng dài ha, mình xin kết thúc video tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo ha.